Rồi, quay quay mấy tiếng hết pin. Cục sạc em có mà. Em nghĩ không có anh ba, tại thấy chó nó không có cao đào, nó không có cắn dữ. Ê, cái em màu đó mới nè anh ba ha. Em đúng là may mà cũng có thời gian làm nông dân đi. Ai chả làm nông dân, anh làm nông dân vậy. Ô, cẩn thận vô chân nó kìa, trời ơi quá. Ôi, 70 con. Ôi, ôi. Con không à, đó là ôi trời. Mấy con không? Chị con chưa mẹ đâu rồi. Trẻ tới đó. Thế cho nó ra được. Trời anh con... đi ra đi. Chút nữa đào đó. Con ta nó đẻ nhiều như chuột đúng rồi. Ờ, đẻ một bầy ra thì quá. Đẻ một bầy như thế á. Kính luôn. Nó đào mệt mới bắt được con nào nó nhây. Thôi nổi rồi. Lúi lúi lẩn rồi. Đó, u cầm bình đá đó u ơi. Nhỏ nhiều vậy. Thank you.
Thịt chuột vốn là món ăn dân dã đầy hấp dẫn, được xếp vào hàng đặc sản miệt đồng. Tuy nhiên hiện nay ở nhiều nhà hàng, khách sạn, món thịt chuột còn được nâng lên thành nhiều món ăn cao cấp và sang trọng. Ai đến miền Tây sông nước miệt vườn thưởng thức những món ăn đặc sản thịt chuột mộc mạc sẽ không sao quên được. Nó góp thêm vào sự đa dạng hóa ẩm thực ở vùng quê sông nước. Không thể bỏ qua món thịt chuột cơm chiên nước mắm, bởi sự hòa quyện hương thơm làm cho món ăn trở nên đậm đà đến lạ. Trong ẩm thực Nam Bộ, dù chế biến cầu kỳ hay đơn giản như nướng, luộc, chiên đều mang tính đặc trưng là tận dụng những nguyên liệu sẵn có. Người dân giả làng quê thích mùi vị chánh gốc của chú chuột đồng nên chỉ thêm rau sống, chút hành, tỏi, sả, hay chỉ đơn giản là ướp với chút nước mắm thôi là đủ chiến đấu trường kỳ với thịt chuột. Chút hành tím bầm nhuyễn và một ít nước mắm ngon để khoảng 30 phút cho thịt thấm gia vị. Dùng nồi hoặc chảo, cho nhiều dầu vào chảo vì cần chiên ngập dầu. Đợi dầu sôi, ta thả từng miếng thịt chuột vào chiên. Khi bề mặt ngoài chín và bắt đầu vàng thì gấp thịt ra để khoảng 30 phút. Sau đó thì cho vào chảo chiên lần nữa. Lần này chiên đến khi miếng thịt vàng ươm toàn bộ. Để miếng thịt chuột chiên nước mắm thật ngon, thịt săn và đậm đà, phần da bên ngoài thật giòn thì phải qua 2 lần chiên. Tiếp theo ta bắt chảo lên bếp, cho vô một ít dầu. Đợi dầu sôi, ta bỏ tỏi vào khử cho thơm. Sau đó ta cho vào một lượng nước mắm và đường vừa đủ nấu sôi lên. Bỏ thịt chuột đã chiên vàng vào, trở qua trở lại cho thấm đều hỗn hợp, rồi cho ra dĩa.